Sau khi nhận được tin báo của công an huyện Lâm Hà về việc có đối tượng nghi vấn tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy đang đi từ hướng Nam Bang về thành phố Đà Lạt. Vào lúc 12 giờ 15 phút trưa nay 30 tháng 6, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Đà Lạt đã tổ chức mật phục và bắt quả tang đối tượng Ngô Quốc Bảo, sinh ngày 17 tháng 5 năm 1995, thường trú tại 25/3 đường Hà Huy Tập, phường 3 Đà Lạt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng công an đã khám xét trên người và phương tiện xe đối tượng đang sử dụng một gói giấy bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Ngô Quốc Bảo khai nhận đó là gói heroin mà Bảo đã cầm cố điện thoại để lấy tiền mua heroin tại Nam Bang Lâm Hà của một người đàn ông không biết tên để về sử dụng. Đối tượng cũng khai nhận đã sử dụng heroin từ tháng 4 năm 2017, hiện đang tham gia chương trình điều trị cai nghiện bắt buộc bằng thuốc thay thế methadone của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lâm Đồng tại số 6 Phạm Ngọc Thạch, tuy nhiên vẫn tái nghiện. Hiện đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Đà Lạt đang tạm giữ đối tượng, phương tiện để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.